Xin mến chào quý vị và các bạn. Từng là một người mẫu chuyên chụp hình khỏa thân và áo tắm cho nhiều tạp chí trước khi trở thành vợ tỷ phú Donald Trump, người kế nhiệm Obama trong cương vị tổng thống thứ 45 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nên không có gì là khó hiểu khi Melania sở hữu cho mình một bộ ảnh cực kỳ nóng bỏng. Melania Knauss sinh ngày 26 tháng 4 năm 1970. Cô sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Bố làm đại lý xe hơi và mô tô, còn mẹ là nhà thiết kế thời trang. Cô có một em gái và một anh trai cùng cha khác mẹ. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại Học viện Thiết kế và Kiến trúc ở thủ đô Ljubljana của Slovenia và có thể nói được 5 thứ tiếng gồm Đức, Anh, Pháp, Serbia và Slovenia. Bắt đầu xả những bước chân đầu tiên trên sàn Cavat từ năm 16 tuổi. Nhưng ngay lúc ấy, Melania Knauss đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí danh tiếng như Vogue, InStyle và Vanity Fair. 17 tuổi, cô lọt vào mắt xanh và trở thành nàng thơ của nhiếp ảnh gia thời trang Stanjeco. 18 tuổi, Melania đặt chân tới kinh đô thời trang Milan và ký hợp đồng với một công ty người mẫu của nước Ý. Kể từ đó, cô liên tục hoạt động trong các thánh địa thời trang như Paris và Milan. Cô cũng từng là người mẫu của nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, New York Magazine, Harper Bazaar, Sport Illustrated và từng chụp ảnh khỏa thân cho GQ. Năm 1992, Melania chiến thắng cuộc thi Look of the Year do tạp chí Jana tổ chức tại Ljubljana, thủ đô Slovenia, từ đó mở ra sự nghiệp làm người mẫu quốc tế. Năm 1996, Melania lần đầu đặt chân đến nước Mỹ, nhưng mãi đến năm 2001, cô mới có thể cư trú và chính thức nhập quốc tịch Mỹ năm 2006. Melania gặp Donald Trump lần đầu tiên tại tuần lễ thời trang New York Fashion Week năm 1998. Khi đó, Donald vẫn còn là chồng của nữ diễn viên Marla Maple trên giấy tờ, nhưng thật ra họ đã ly thân. Hai người họ đã bén duyên và chính thức kết hôn vào tháng 1 năm 2005. Trong một hôn lễ hoành tráng tại Slampet, Florida, Melania trở thành người vợ thứ ba của tỷ phú Trump và họ đã có một đứa con trai 10 tuổi. Hiện tại, Melania đang điều hành một thương hiệu đồ trang sức và một thương hiệu chăm sóc da, hoạt động độc lập với lĩnh vực kinh doanh của người chồng hơn cô tới 24 tuổi. Melania sẽ đảm nhận vai trò đệ nhất phu nhân xứ cờ hoa kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2017, khi Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.